Giao. Tôi là Giao Giao Mao. 0947640046. Ôi, mới khai trương. Bán cả hải sản cả rau à? Ơi chị. Chào Giao Mao. Bà làm gì cho chị nào? Có cái gì bán? Chị mới khai trương thì bán hàng giảm giá cho em nào, em ăn gì? Khai trương kia tưởng là cho. Khai trương thì bán giảm giá 10%. 10% là bao nhiêu nghìn? 100.000 rồi 90.000. 100.000 lấy 10.000 rồi chứ. Nào em mua gì? Mua mực tươi này, tôm tươi này. Sao con bán cả hoa ấy? Hoa 15.000 một bó. Không, em mua làm gì với đê. Đây là cái gì ạ? Đấy là nem chua giá. Nem chua, chua lượng này. Đúng rồi, xúc xích. Xúc xích. Hoài Lan. Con gì nữa cái tầm? Đây con nhộng tầm. Chả mực. Tôm xanh này. Ôi, mực này nhiều tiền lắm. Nào, mực, em ăn mực nào. Mực này nhiều tiền không? Mực này 240. Ăn tư một cái này ạ? 240 một cân. Chỗ này được một cân không? Mực này 140. Còn mực này 170.000 một cân. Nào em ăn mực nào, mực này mực trứng. Trứng á? Chỗ này chỉ 6 lạng thôi. Nhưng mà chỗ này bao nhiêu tiền? Để chị cân đã. Cầm chỗ này này. 5 lạng 2 á. Nhưng mà khai trương chị phải mua tặng 1 nhé. Nhanh nhỉ. Em mua cái này chị tặng cái này. Cái này ra cho cái này. Nè, em mua cái này chị tặng cái này nhé. Em mua cái này chị tặng cái này được chưa? Cái này tiêu tiêu này á. Đúng à. Hay em mua này chị tặng khoai lang kén. Em mua chị tặng khoai lang kén. Nào chưa? Đây, tặng khoai lang kén. Em ăn được luôn không? Ăn được luôn. Sao cứng thế? Khoai lang mà. Nhưng mà nó đông đá cơ. Về chiên lại ngon lắm. Nướng luôn về cho. Chị tặng cái này đi. Tặng cái này ăn được. Không được. Tặng cái nào? Tặng cái này. Tặng nem chua hả? Chua? Thế có... Thế có... Chị có cái... thịt chua không? Không. Chị bán nem chua không? Bán thịt chua à? Chưa lấy. Chị mới khai trương mà. Thế là tặng cái tôm này. Tặng tôm gì? Được, mua một tặng tôm. Đi được đấy. Nào đây, mua mực tặng tôm. Mua cái này tặng cái này nhé. Đi đi. Mua cái to này tặng cái nhỏ này. Không, em mua cái này thôi. Sao mua ít thế? Hả? Mua này em bị em ăn đấy. Mà tham thế. Cái này bao nhiêu tiền? Cái này 150. Mua rẻ đấy, em đây khai trương á. Cái này 150.000. 150.000 á? Tặng cái này. Thôi, khai trương lấy 100.000 thôi. Không được. Thì đắt thế. Chị tặng tôm rồi còn gì nữa? Tặng tôm. Ok. Nhưng mà hình như em còn 100.000 đấy. Dạ. Vâng. 100.000 thôi. Ừ. Cái giấu, giấu chi ghê. 100.000 à? Không. 150.000. Thế đổi cho em lấy 40.000 á. Nhiều tiền này mà đòi. Em 140.000 thôi. Không. Ngày trưa chị bảo giảm giá, giảm giá chị mua một, chị tặng một rồi mà vẫn còn mặc cả. Rồi, ok, em đã đầy tiền. Này, em trả chị. Rồi, chị đi lấy túi nhá. Có gì mua không nhỉ? Nào, mua gì nữa nào? Bán đi một quả liệu. Ôi. Một quả liệu nhé. 20.000 một cân. Nhưng mà mua một quả rồi. Được. Với cả... Mua... Ở đây bao nhiêu tiền một cân? Quả dưa thì 25.000 một cân. Thế chỗ này một cân, nếu tôi mua một quả này. Mua 100.000. Ôi! Một quả đây là một cân thôi. Đắt thế. Nào đưa chị cân à? Quả này không phải cân đâu, một quả đấy một cân rồi. Em một cân đây chưa đấy. Đâu? 50.000. À, chị bảo 100.000. Quả này nữa là chẳng 100.000. Mua quả này tặng quả này. Đúng rồi. Hồn thế. Hồn thế. Hồn thế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
60.000. Không, 50.000 chốt rồi. 25.000 một cân, lại cân rưỡi không phải 60.000 à? Chốt rồi. Không bị rõ. Chỉ lấy giả 50.000. Là 60 hay 50? Sao 50 rồi? Nào 50. Không cần cái gì nữa, à, đi về. Để chị lấy túi. Đã vâng.
Chà. Đi phân lại ba thì tính nó đấy. Tính ngô để làm nước chấm. Kiểu tí bắc ăn nó mới phê. Mình xem mà ăn nhỉ. Thích. Hôm nay à, phải bán gà đi. Đi mua mực để làm món mực nướng Tây Bắc. Đấy. Bỏng ấy. Dạ mà kén này, mà kén mau đệ vừa nướng ấy. Rồi đây là hạt rồi, còn mắc kén bây giờ mình đã nè. Mắc kén bây giờ mình đã bọc tay quá nó sờ vào cái thìa bị nướng bỏng. Ôi không biết cho nhiều không để nó ăn tê. Tôm nó chọc vào đầu. Cho nó ngấm. Ăn phê. Ui dồi, nhìn hổ đốn ấy. Rồi, cho vào bên trong này. Cho vào bên trong. Ôi! Thứ quan trọng thì không có. Nhưng mà thôi, tí nữa chín chấm vào. Ớt. Không có ớt mình ạ. Tí nó phải kiếm ớt cho vào. Ớt nướng lên nhá. Xong rồi ớt rồi. Cho vào. Rồi chà cả bên trong nữa. Chà cả bên trong nữa. Chà. Xáo lên đấy. À, từ con tôm này mình phải xiên lên để nướng. Xiên này. Ôi dồi, tôm bao giờ mới chiên xong đây? Một đống này. Xin quê. Tôm xin quê. Chắc chờ. Trở tất ra đây luôn. Thôi, đây, cái riêng này. Để tính mình. Sáng nướng nuôi em tiền nhìn ngon không, hấp dẫn chưa, phê từ không phê mà phê. Wow, quên mang cái đũa, bằng thế là bằng. Rơi mà nhặng những cục than nữa đi, nó cục đời nó nở hoa. Giờ này ném ở đâu nó cũng chín. Ném tôm riêu này. Wow. Ui, chạy nó mất luôn. Cày thôi.
cay mắt quá. Giờ thì nó chỉ đợi lật thôi mọi người ạ. Thói vào cay mắt. Khóc ghê. Đấy, hôm nay mà đây sẽ làm một món đó là gọi là cái gì nhỉ? À, nước chấm Tây Bắc thật sự luôn, chuẩn ấy. Siêu chuẩn. Mà đệ phan. Món là gì nhỉ? Bọc thối rồi. Muối ớt. Muối ớt nó thơm lên. Xong vào giá ớt ra, giá mà khiến cho hạt dục nó phê. Đấy, ớt nó phải nướng như này ăn mới ngon mọi người ạ. Nướng cháy xém này. Mà đi không ăn được cay, lấy hai quả thôi. Wow. Hấp dẫn đến từng giây phút. Đã thì kích khủng. Úi trời, vừa giờ đĩa đi ra chín luôn. Úi trời ơi, hơi cháy một tí nhưng mà ngon. Phải cháy cháy nó ăn mới ngon. Wow. Úi trời. Một mình hôm nay ăn ngập mồm. Tí phải cho con xu ăn với. Một mình không ăn hết đâu. Nó lại cam đi, đi đâu rồi biết. Liên này đi chính mày. Không thì cho mình đi. Đi cho trời rất sướng. Ôi, bác kèm nó thơm đấy. Nó nồng. Ăn á. Ngon quá trời. Ngồi đây ăn luôn, máu. Chủ nhớ. Chủ con tôm hết á. Không ăn được. Ăn mực không ạ? Không ngon lắm mọi người ạ. Chú mày ăn được miếng em ngon không? Ăn đi. Ngon trời. Tròn trời. Cái đồ sai quá. Gia vị này không hợp với cả hải sản mọi người ạ. Gia vị này đáng ghét vậy. Nhưng muối ớt ngon hơn nhỉ. Chúng ta ăn tôm ấy. Ăn. Ăn gọi tạm tạm mà ăn thua nữa. Có con ngon có con không. Em mình không biết làm một chấm thế nào ấy. Mình xem trên mạng cũng đúng như thế mà. Mang cái ca cho mấy đại ca ăn. Chắc gì mấy đại ca ăn. Chơi được mấy món này rồi. Su đi không? Đi. Mày không ăn lên xem mấy đại ca ăn. Kiểu gì mà ông ta cũng ăn hết luôn. Đi. Su. Mày đi đâu ấy? Ui, anh
chiêng mai phường. Chiêng gì ta đang... Anh mà chết mày chỉ đốt đường mũi lên. Đốt gì? Đốt giấy vệ sinh lên. Cái gì đấy? Anh ta đang định xuống bảo mày đi... Anh ơi! Cái gì? Hải sản nha, với mắc khé đất rồi nha. Em nấu hơi bị ngon nè. Mày điên là mà nấu hải sản với mắc khé hẳn rồi. Ăn luôn đây à? Luôn. Mắc khé đất rồi nha. Ăn thử mà xem. Tôm à? Em còn chưa ăn mực nữa đấy. Mày lôi đâu ra mấy con tôm mà gầy như kiểu tôm... Gầy, em đi mua hải sản trên bãi trại ấy. Ăn được mực đi. Ăn thử ra ngon. Mày bị rồ à? Ừ.